Chúng ta đến với trận đấu thứ ba của xê đấu thứ ba. Vâng, trận đấu này bên mình là Kata IA Summer và Polesian. Bên đội bạn Choson, Fo IA và Pan. Quân được đánh giá là khá cân. Vâng, em vừa chỉnh xong cái bảng quân. Đúng là kiểu số phận chứ trêu lại cho Hải Cận được cầm 30 đan. Chắc chắn thì trong trận đấu có thể là cuối cùng này Hải Cận sẽ cho tầm độ 8 dân pa đi ăn vàng. Hải Cận đang chứng minh cho mọi người biết pan của anh có thể đánh lạc đà chứ không đánh hỗn mã sọc đơn kẹp cung giờ như những trận vừa rồi. Phía bên mình em vừa nghe qua báo là bài rất được. Màn hình máy Summer của Quýt vị trí trong cánh và bài đang có đôi voi quả phụ. Với bên mình còn có Foia và Summer Katha thì hoàn toàn cao Quýt có thể một bài dâng A. Rồi dâng A thế nào phải tránh nhà của Hải Sẹo ra chứ không thì xong trận đấu anh em sẽ rất khó để nhìn mặt nhau. Màn máy Hoàng Mai Nhi, người cầm Fodisan cũng có bầy hiêu và đôi voi về nhà. Bài đang là tạm ổn để cho bên mình. Màn hình máy của Tễu cũng có đôi voi, à không, ba voi. Bác đấu đang rất ủng hộ cho team Hà Nam. Nhà xi măng cũng có đôi voi. Một cái map đấu mà đồ lùa về bên nhà mình là rất đều hề. Bảy hiệu đầu đã được nằm tại nhà chính. Catadian. Ok anh Béo Béo, em đã đọc được comment rồi. Vừa mới đến công ty nên là vẫn đang rất run vì thời tiết Hà Nội hôm nay hơi lạnh. Vâng, anh Dương Tú, nốt C thì cũng tùy vào bên bạn thôi. Mình thắng rồi, mình không thể đòi hỏi được. Vâng, chào Linh Trang ạ. Màn hình máy Kata của Sima. Một bài chắc là vẫn đi dâng L thôi. Ít đời ở 7 phút 57. Vâng, anh Béo Béo đang chia sẻ là tôi là anh của Béo Béo. Thế này thì thế thì chắc là các game thủ và BB hay là Meo Meo đều là họ hàng nhà anh rồi. Chuyển sang màn hình máy của Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi là bài cũng rất được. Giờ anh vẫn đang ăn những con voi nằm sát nhà chủ mình. Hoàng Mai Nhi cầm phô chắc là đánh cung chứ. Chuyển sang màn hình máy của Quýt. Quýt một bài 27 dân. Quýt sẽ đánh cung rồi. Thế nhà hơi chơi lơ. Vâng, Tễu chuyển sang màn hình Tễu, người có vẻ như kích sớm nhất bên mình. 9 phút 59, 25 dân của Yamato. Bãi quả phụ đang ăn. Sóc con giò bắt đầu cắt dân đi ăn vàng. Không biết đầu cánh của Tễu sẽ là ai đây.
cảm ơn anh Thuận bình luận viên mồm nhanh nhảu, em cũng không hiểu mồm nhanh nhảu là mồm như thế nào. Nhưng có vẻ như đây là một lời khen nên em xin cảm ơn anh. Con giò đã được xuất đi. Công giáp đầy đủ dành cho con giò của Yamoto, người màu, cầm màu 6 tễu. Đang ăn một bãi quả nên là lực có vẻ rất khỏe dành cho tễu. 2L sẽ là vắt đều. Bãi vàng 3E là được bo kín. Vẫn chưa gặp nhà đấu cánh. Vâng, đã thấy xác con voi rồi. Cho son của BB. BB cầm cho son đầu cánh. Vâng, lần này là đi chọc bãi vàng của BB nên là có vẻ như không dễ như bãi vàng của Hải Sẹo. BB đánh giò thủ. Trong cánh bên mình chắc vẫn đang thoải mái phát triển. 2L bắt đều dành cho tễu. Đánh xe luôn, phải rất khỏe. Vâng, BB đã ăn một bãi quả rất dốc rách này. Không biết đây có phải quả đầu không. Bãi quả còn 3 cây. BB đánh thủ kiểu này thì chúng ta nên có khung giờ để sớm. Bởi vì chắc chắn đây sẽ là bài buôn phù đến từ BB. Đang đấu giò thôi. Hai con chém đầu tiên của tễu lên thì chắc chắn là đám dân này của BB sẽ phải làm xuống. Vẫn đang chọc choạch rất khó chịu. Sóc một con quẩy để bắn vào bãi vàng của BB. Đang nhìn thấy con T của Camquit. Camquit cũng đang đến đây tra tấn vào bãi vàng của BB. Giữ con giò anh Tếu. BB có vẻ như là đang chuẩn bị thoát thân rồi. Chuyển sang màn hình máy Quit. Người đang công tệ à. Quit đang bị Bell chém vào. Đang bò nhỏ bãi gỗ của mình. Timeline là 26/32. Vâng, có vẻ như là Bell đang có một bài chém dâng lở rất khó chịu. Bánh xe đã có thì cho Cam Quýt. Chuyển sang màn hình máy phía bên kia. Xi măng. Timeline 22/44. Kata. Ô, hình như bài có vẻ như là chỉ dâng được 1L. Đầu cánh của Hoàng Minh Nhi là game thủ cầm màu 2. Màu 2 thầu người cầm phô. Vâng, lại Bell đang một trận chém rất khỏe. Anh đang chăn cả nhà game thủ cầm game thủ xi măng người cầm màu 5. Màn máy của Hoàng Minh Nhi. Bên mình thế trận là đánh 3 chém 1 cung và nhà Cam Quýt cũng không phải là một bài khỏe. Một thế trận rất căng cho thêm mình. Bài phô của Hoàng Minh Nhi là bài 2L khỏe và đang quyết định công ca vào nhà màu 2 kiểu văn thầu người cầm phô. Bắn này công vào là có thể là, có vẻ là kiểu màn thầu sẽ chết. Không biết có sự phối hợp của xi măng nữa không. Ca chuẩn bị có, không biết có ai vào phối hợp cùng Hoàng Minh Nhi không. Ca được sắp rồi. Ca đã có chuẩn bị dã cẩu phím T để vào lọt nhà của game thủ thầu. Ca đang cẩu rất ca cẩu rất lười vào rồi. Ôi, phải e rất hay đến từ tiểu màn thầu vẫn lộ. Ui, ca cẩu vào đầu lạc đà rồi. Tên này đang qua cung giờ nhưng chắc chắn sẽ bung nhà dành cho tiểu màn thầu. Không biết có ai phối hợp tiếp để chăn dân của tiểu màn thầu không. Ca đã ăn được vào nhà nên sóc máu 2 bắt đầu bay nhà nhá. Phải e chưa ăn được nhiều dân nhưng mà vâng thầu đã di sai. Không hiểu thế trận có vẻ như là hai nhà chém đã giải quyết mọi chuyện rồi. Tỷ số là 3-0 về C dành cho team Hà Lan. Đòi lại món nợ. Cái ngày đầu tiên tôi đi test mic thì là cái ngày thua 3-0. Hôm nay quay trở lại thì bên mình đã đòi được 3-0 với sự thay đổi của vị trí xi măng và vị trí của Văn Nhất. Anh Lực Trịnh đánh giá là kèo cân. Em thấy nhận định này là rất chắc. Tỷ số là có 3-0 về C, 9-1 được trận. Trước là bên mình cũng thua. Không nhớ số trận như nào. Chỉ kèo cân thôi, kèo này đánh lại được. Vâng, anh Học Tuấn gửi lời chào đến game thủ Tếu. Chắc chắn là giờ anh Tếu đã nghe thấy và đang nở một nụ cười trên môi với 3C của mình.
đánh chim rất thành công, không biết bên họ có đánh tiếp C4 không. Kèo đấu sẽ kết thúc thôi. Không biết là đủ livestream chứ. Vâng anh quý anh Nguyễn, giọng nói vẫn như còn trinh. Nghe giọng mà anh có thể đánh giá được thì em cũng rất phục anh. Chắc chắn anh có rất nhiều kinh nghiệm. Vâng anh, cảm ơn chia sẻ của anh Bếu Bếu. Vâng con ca là nó, tình huống đấy em thấy nó lười cẩu thật. Con ca không hiểu sao lúc lúc mới nhả được một viên đá. Có vẻ như kèo đấu 44 là sẽ nghỉ rồi nhá. Bây giờ anh em chắc chắn sẽ thiết kế một cái giao lưu chia sẻ của anh Tễu hoặc là một cái kèo đấu gì đó. Vâng và bây giờ sẽ là kèo đấu Baby Fall với game thủ Tễu giao lưu với game thủ Baby.